Chào mừng quý vị đã quay trở lại chuyên mục tin tức của kênh PVlog. Quý vị đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi nhé. Năm nàng quốc giàu có nhất Việt Nam, vợ Công Phượng chỉ xếp số 3. Trong số những nàng quốc của Việt Nam, vợ Công Vinh, Bùi Tiến Dũng, Duy Mạnh, Văn Dũng và Công Phượng là những người sở hữu khối tài sản lớn nhất. Thủy Tiên, vợ Công Vinh. Đến thời điểm này, Thủy Tiên vẫn là nàng quốc nổi tiếng và giàu có nhất Việt Nam. Vợ Lê Công Vinh kiếm tiền như nước nhờ tài ca hát và đóng quảng cáo. Theo đồn thổi, tài sản hiện tại của Thủy Tiên lên đến hàng trăm tỷ đồng. Cô ca sĩ kiêm người mẫu và diễn viên này sở hữu rất nhiều biệt thự đắt tiền và xe siêu sang. Thời điểm năm 2011, giá đi hát của cô tại các quán bar, sàn nhảy đã lên tới 65 triệu trên một buổi. Thủy Tiên từng tự hào kể nguồn thu khủng từ tiền nhạc chuông, nhạc chờ. Nếu xét về doanh thu từ bản quyền kinh doanh âm nhạc ở Việt Nam thì không có ca sĩ nào qua được tôi, Thủy Tiên từng chia sẻ. Thủy Tiên và Công Vinh đang sống hạnh phúc trong biệt thự trị giá 22 tỷ đồng ở thành phố Hồ Chí Minh. Thủy Tiên và Công Vinh đang sống hạnh phúc trong biệt thự trị giá 22 tỷ đồng ở thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, biệt thự này tọa lạc ở quận 7, rộng 300m² với 100m² chỉ để trồng rau sạch phục vụ gia đình. Thứ hai, Vóc Đỗ, vợ Văn Dũng. Lâu nay nhắc tới giới quốc Việt tại Việt Nam, người hâm mộ thường nghĩ ngay đến những cái tên Quỳnh Anh, vợ Duy Mạnh, Khánh Linh, vợ Bùi Tiến Dũng hay mới nhất là Viên Minh, vợ của Công Phượng. Những cô nàng này đều được xếp vào hàng tiểu thư, sinh ra trong những gia đình trăm anh thế Việt. Tuy nhiên, một nàng quốc được cho giàu có nhất lại được ít người chú ý, đó là Vóc Đỗ, bạn gái của cầu thủ Nguyễn Văn Dũng ở Hà Nội FC. Mới đây, Vóc Đỗ sinh năm 1985 tại Thái Bình và Văn Dũng đã kết hôn, sau hơn 8 năm yêu nhau nhưng thời gian yêu xa lại là chủ yếu. Dù không thường xuyên xuất hiện cùng người yêu tại các sự kiện ở Việt Nam, nhưng Vóc Đỗ lại khiến nhiều người chú ý bởi cuộc sống sang chảnh như rich kid khi đi du học. Cô nàng học hệ thạc sĩ quản lý kinh doanh quốc tế tại Đại học Middlesex, thuộc top các trường đại học hiện đại nhất Anh Quốc. Ngoài ra, cô nàng thường xuyên check-in ở những địa điểm sang xịn mịn, gu thời trang và cách dùng đồ hiệu của Vóc cũng không chê vào đâu được. Thứ ba, Viên Minh, vợ Công Phượng. Rất kín đáo trong chuyện tình cảm nên khi công khai bạn gái đã yêu 4 năm, cầu thủ Công Phượng khiến nhiều người hâm mộ vô cùng bất ngờ. Đám cưới của cặp đôi thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng những ngày gần đây bởi sự xa hoa sang trọng. Bạn xa của tiền đạo người Nghệ An là Tô Ngọc Viên Minh, con gái của giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Bản thân cô cũng rất giỏi giang, từng du học tại Bỉ. Đây cũng là khoảng thời gian Viên Minh quen và yêu Công Phượng. Tốt nghiệp loại xuất sắc chương trình thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh của trường đại học RMIT. Công Phượng và Viên Minh quen nhau vào năm 2014. Cặp đôi được cho là bắt đầu hẹn hò từ năm 2016. Viên Minh từng tham gia vào các nhóm fan Công Phượng, tổ chức các hoạt động kết nối cầu thủ với fan, sau này là quản trị viên fanpage và group chính thức của anh. Hiện tại, Viên Minh thay Công Phượng điều hành công ty chuyên tiếp thị thể thao do hai vợ chồng thành lập. Viên Minh được xem là người vợ lý tưởng, là hậu phương vững chắc luôn thu vén công việc giúp cho Công Phượng để anh yên tâm tập luyện và thi đấu. Theo tiết lộ, sau khi cưới xong, vợ chồng Công Phượng đã sở hữu trong tay khối tài sản lên tới cả 100 tỷ đồng. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pi. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!